Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ làm cái video để mà chia sẻ báo giá sổ hồng cho anh em. Thì thời gian vừa qua mình có làm video chia sẻ về báo giá các cây sổ hồng thì rất là nhiều anh em hỏi từng các loại cây chi tiết. Thì hôm nay thì mình đây các bạn ơi, mình mới lấy sổ hồng về, mình sẽ báo giá chia sẻ cho anh em để anh em nắm được, cũng như là anh em những ai mà chúng ta làm bán tôn hay là làm những cái kệ giá thì chúng ta có thể chủ động chúng ta tính toán chúng ta mua về, hoặc là chúng ta bảo thợ tính toán mua về, chúng ta dễ tính nhất để chúng ta biết chúng ta cân đối tài chính. Thì sau đây mình sẽ vào việc luôn, chia sẻ cho anh em. Thì trước khi anh em xem video, anh em hãy cho mình một lượt like, một đăng ký để chia sẻ nha anh em. Đây các bạn ơi, hôm nay mình mới nhập một số cây sắt về để mình chuẩn bị bán tôn. Thì trên đây là những cây sắt như là hộp 3x6, 3 tức là bề dày 3 phân, bề rộng 4 phân nhé các bạn. Đây này, đây các bạn này, đấy 6 phân nhé các bạn nhé. Đây này, dày 3 phân nhé, và đây là hộp vuông 3. Mình sẽ báo chi tiết cho anh em để anh em nắm được tính toán. Đây, đây anh em ơi, đây là tên cây sắt nhé, Akotot. Ống thép mạ kẽm 3x3 nhân với 1,4 ly, dài 6 mét. Đấy, sản xuất ngày 5 tháng 12 này, năm 2023, sát từ sản xuất năm ngoái các bạn. Đấy, và cây này giá đây, bảng giá đây các bạn, không giấu giếm gì các bạn. Đây này, 3x3 đây các bạn này, nhìn này. Đấy, giá không? Đây 3x3 các bạn nhé, giá 130.000 một cây này các bạn này. Đấy, và cây ống thép cường phát đây các bạn này, 3x6 này, 30x60, 1,4 ly này, dài 6 mét này, hộp mạ kẽm này. Đấy, sản xuất ngày 4 tháng 11 năm 2023 này các bạn này. Đấy, cây hiện tại là giá 195.000 các bạn nhé. Đấy, 195.000 các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Và đây là cây sắt đặc. Sắt đặc nha các bạn nhá, đẹp. Sắt đặc thì hiện tại nó có giá là đi 16.500 đây các bạn này. Các bạn nhìn rõ chưa? 16.500. Đấy. Đấy, những cái dòng cây này nó rất là phổ thông phổ biến để cho anh em thợ bán tôn các bạn nhé, đặc biệt là cây 3x6 và cây vuông 3. Đây, tiếp tục mình sẽ chia sẻ cho anh em cây vuông 4. Đây là mình mới lấy cách được vài hôm. 4x8, xin lỗi các bạn. Đây, 8 phân này, nhân 4 này. Đấy, cây này thì lúc trước mình lấy là đi 278, bây giờ chắc rẻ hơn tí vì sát nó xuống 278k nha các bạn nhé. Đấy, dày ly tư nha các bạn nhé. Cây này là cây 25x25 vuông các bạn nhé, cũng ly tư. Cây này hôm trước mình lấy là đi 116, bây giờ chắc chỉ 110 các bạn. Đấy, sát nó xuống 25 vuông nhá, 2,5cm, 2,5x2,5 các bạn nhé. Cây này cây vuông 2 các bạn nhé, vuông 2 đúng không ạ? Đây, đúng vuông 2. Cây này cây vuông 2 nha các bạn nhé. Vùng 2 năm trước mình lấy là 93 cành các bạn nhé, bây giờ chắc tầm 90 cành. Đấy, một cây 6 mét các bạn nhé, dày ni tư. Cây này là cây 16 nha các bạn nhé, 16 tức là 1,6 1 phân 6 ni các bạn ạ. Đây là các bạn này. Đấy, cũng dày ni rưỡi. Cây này là đi 73 cành, giờ chắc 70. Đấy, thì vừa rồi mình đã báo giá chi tiết cho anh em sắt hộp mạ kẽm. Thì để cho anh em những người thợ mới cũng như là những người khách hàng mà có nhu cầu mua sắt, để chúng ta biết được tầm tiền chúng ta tính toán để chúng ta làm những cái sản phẩm gia đình chúng ta. Thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em xem video nhớ like và chia sẻ nhé. Lần sau mình sẽ báo giá tôn hoa sen cho anh em để anh em nắm được nhé. Xin chào anh em nhé.